Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài VNA TV 57.3. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Show Tài Năng Trẻ do Cao Minh Hưng phối hợp với đài VNA TV thực hiện. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giúp các em bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam chúng ta hay ngoài, qua việc là chúng ta khuyến khích các em nói và hát tiếng Việt. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là đặc biệt giới thiệu một chương trình mà trong những chương trình trước đây thì Cao Minh Hưng khi giới thiệu những tài năng trẻ đến tất cả quý vị phụ huynh, quý vị khán giả theo dõi chương trình thì rất là nhiều quý vị gọi vào chương trình và cũng như ủng hộ chương trình này, cũng như là khuyến khích các em biết hát tiếng Việt, nói tiếng Việt, gọi cho Cao Minh Hưng ở số điện thoại là 714-403-9315. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất đặc biệt có sự hiện diện của một cái các em trong liên đoàn hướng Việt có mặt trong ngày hôm nay. Bên tay phải Cao Minh Hưng là hai em rất là trẻ trong cái chương trình tài năng trẻ ngày hôm nay. Các em Trung cũng như là em Anthony cũng có mặt chương trình ngày hôm nay là chị Thiên Hương, chị là liên đoàn dạ. Hướng Việt. Mời hai em và mời chị gửi lời chào đến quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì mời Anthony. Anthony, con gửi lời chào quý vị khán giả con. Kính chào quý vị. Kính chào quý vị. Còn Trung. Kính chào quý vị. Mời chị Liên Hương. Kính chào quý vị ạ. Kính thưa quý vị, thì rất là vui khi mà Cao Minh Hưng giới thiệu những chương trình tài năng trẻ trước đây thì chị Liên Hương có liên lạc với Cao Minh Hưng để nói về cái chương trình mà một em ở trong liên đoàn của chúng ta. Có em đang thực hiện một cái project không chị? Vâng. Xin chị có thể nói thêm về cái project này của em dạ, vâng. Mê Linh. Dạ. Vâng, xin kính thưa quý vị, nói một chút xíu về Liên đoàn Hướng Việt là một liên đoàn hướng đạo Việt Nam ở Irvine. Chúng tôi sinh hoạt được gần 12 năm rồi. Yeah. Thì trong 8 năm đầu thì liên đoàn có một cái trường Việt ngữ. Yeah. Tức là sau khi các em sinh hoạt hướng đạo buổi sáng, các em ăn trưa xong thì buổi chiều các em học Việt ngữ. Nhưng mà trong mấy năm vừa rồi thì chương trình Việt ngữ đó phải tạm gián đoạn tại vì không có đủ thầy cô. Yeah. Đó thì chúng tôi cảm thấy là nếu mà không có dạy được một cái chương trình Việt ngữ hoàn chỉnh như là một cái trường học thì ít nhất mình cũng tìm một cách nào đó để mà cho các em học Việt ngữ. Thì trong liên đoàn có một em là em Mê Linh, là một thanh sinh. Thì em đó nó có một cái project là project cho Gold Award, tức là một cái đẳng cấp là nó tương tự với Eagle Scout của Boy. Thì bên Girl nó là Gold Award. Thì để làm cái award này đó, các em đó nó phải, thứ nhất là phải tìm hiểu coi chung quanh mình trong cái cộng đồng của mình đang có cái vấn đề gì. Yeah. Là problem, là identify a problem. Yeah. Khi biết cái vấn đề là gì rồi thì em phải tìm một cái phương cách để giải quyết. Đó thì đối với em đó, em nhìn chung quanh thì em thấy là trẻ con bây giờ nói tiếng Việt khó khăn quá, ngọng nghịu quá, ngay ở nhà không nói chuyện được với ông bà, không nói chuyện được với bố mẹ, thành ra cái gia đình nó không có cái sự gần gũi. Yeah. Thứ nhì là trong hướng đạo của mình cũng vậy, khi mà đi sinh hoạt các em không biết nói tiếng Việt giỏi thì các em không ca hát được, thiếu ca hát thì cái sinh hoạt nó bớt đi cái sinh động. Đó, thành ra em muốn làm một cái cách, một cái gì đó để mà cho các em học tiếng Việt một cách dễ dàng, mặc dù không có đi tới trường học cũng có thể học được. Đó thì cái cách mà em nghĩ tới, tại vì em rất là thích hát, em Mê Linh thích hát lắm. Thành ra đối với em, mỗi lần em hát em feel good. Em cảm thấy mỗi lần em hát em hăng hái hơn. Yeah. Thành ra em nghĩ các bạn cũng sẽ như vậy. Thì em đề nghị là em muốn làm một cái CD nhạc có những cái bài hát để mà tập cho các em nhỏ, cho các bạn ở trong đoàn từ cái bài hát đó học được tiếng Việt. Wow. Vâng, thì cái project này nó gọi là Sing and Learn Vietnamese with Ease. Tiếng Việt gọi là học tiếng Việt qua bài hát. Rất là cảm ơn chị Thiên Hương đã chia sẻ về cái project này của Mê Linh. Rất tiếc là Mê Linh ngày hôm nay rất là bận rộn nên đã không có đến mặt chương trình. Thì Cao Minh Hưng sẽ có thể là sẽ mời Mê Linh lên đây để nói thêm về cái project này. Thì đến với chương trình hôm nay chúng ta có Trung cũng như Anthony. Thì chúng muốn hỏi là Trung với Anthony có thể cho quý vị khán giả, các bạn đang theo dõi chương trình là Trung năm nay là bao nhiêu tuổi rồi con? Năm nay chú, năm nay con là 9 tuổi. 9 tuổi, rồi. Còn Anthony? Thưa quý vị, con là 8 tuổi. Còn 9 tuổi, còn 8 tuổi. Kính thưa quý vị, đúng như là những lời chia sẻ của chị Thiên Hương, phải nói là các em trong cái môi trường ở đây không có dịp mà phải nói về tiếng Việt. Các em đi học suốt ngày ở trong trường Mỹ, thì những cái project như vậy, học tiếng Việt qua bài hát, kính thưa quý vị, phải nói là một cái project mà chúng ta nên khuyến khích các em học tiếng Việt qua bài hát, có thể nói là một như... Cảm ơn khi mà nghe cái project này đó thưa chị,
rất là vui, tại vì cái chương trình tài năng trẻ của mình, của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ đang thực hiện cũng nhằm cái mục đích này, là chúng ta khuyến khích những cái chương trình mà câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ đang mở ra là hàng tuần, cuối tuần, là chúng ta có những cái lớp hoàn toàn miễn phí. Mỗi tuần thứ bảy các em có thể đến học múa, học hát những bản nhạc tiếng Việt. Và rất là nhiều phụ huynh khi mà đưa các con em đến, những em trẻ có lứa tuổi như Trung cũng như Anthony, qua một thời gian rất là ngắn, quý vị nói là các em đến học tiếng Việt rất là hay, nói chuyện tiếng Việt nhiều hơn, thì các em học được rất là nhiều bài tiếng Việt. Thì ngày hôm nay Trung với Anthony, là trước hết là Anthony, con sẽ chọn một bài hát gì để gửi đến quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay? Thưa chú, con hát Nếu Có Ai Hỏi Em. Nếu Có Ai Hỏi Em, wow. Con có nhớ bài này ai sáng tác bài này không? Chắc là chú nhắc nha, chắc là cô nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Lê Văn Khoa. Thưa quý vị, phải nói chắc là chị Thiên Hương có đồng ý, nhạc sĩ Lê Văn Khoa, phải nói là nhạc sư, ông rất là nổi tiếng ngày trước năm 1975. Các con nhớ là nhạc sư Lê Văn Khoa có chương trình cũng cho thiếu nhi. Đúng rồi. Và ông cũng là một người phải nói là hướng dẫn rất là nhiều chương trình, rất nhiều đa tài. Và chị Thiên cũng biết là nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng là cố vấn về âm nhạc cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thì phải nói là con chọn một bài hát này rất là hay. Còn Trung thì sao? Trung, con chọn bài hát nào? Con chọn bài hát Bần A. Bần A hay bần U? Bần U. Xí lộn, xí quên. Mà hôm nay cũng hơi hơi nervous vậy. Cái bài bần U như vậy, con thích cái câu nào trong đó? Con thích hết cái bài con không có con hiểu cái bài này hát này không? Con dạ, có thể nói cho chú biết tại sao con chọn cái bài hát này. Con chọn bài hát tại vì nó chỉ con nhiều cái chữ mà dùng U. Wow, vậy đó hả? Như là chữ gì con nhớ trong bài hát, có chữ gì có chữ U trong đó không? Bu, chú, wow. Dù. Vậy đó hả? Wow, lát nữa đây là quý vị sẽ chung hát cái bài hát bằng U rất là dễ thương. Hay con khi mà con tập như bài những bài hát như vậy có mất thời gian không? Khoảng bao lâu thì con học thuộc cái bài này? Con thuộc lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi. Còn em, mỗi tuần không? Ở nhà bố mẹ dạy cho con hay là cô giáo hay là các trưởng trong liên đoàn dạy cho con? Thưa chú, bác Thiên Hương, trưởng Thiên Hương chỉ còn trưởng Thiên Hương cho là cô giáo đây phải không? Dạ. Ok. Kính thưa quý vị, thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Anthony cũng như là Trung trong hai nhạc phẩm mà chúng tôi gửi đến quý vị sau đây, ngay sau chương trình của Tài Năng Trẻ ngày hôm nay. Nhà thờ cũng có nhiều thầy tu, nhà giàu lại